Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 VIAF 2019 về máy công cụ, cơ khí chính xác, điện, điện tử, gia công kim loại vừa được diễn ra tại Hà Nội. VIAF 2019 là triển lãm công nghiệp quốc tế lần thứ 28 về máy công cụ, cơ khí chính xác, điện, điện tử, gia công kim loại được tổ chức. Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm nay có hơn 350 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Ý, Liên bang Đức, v.v. Hàng loạt sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất ứng dụng trong ngành cơ khí và gia công kim loại như thiết kế thiết bị chế tạo khuôn, khuôn và mẫu khuôn tiêu chuẩn, máy đánh bóng khuôn, thiết bị kiểm tra đo lường quang học, máy ép cơ khí, máy dập tôn, cần trục, phần mềm đo lường chính xác v.v. đã được trưng bày tại triển lãm. Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp được tổ chức thường niên là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi công nghệ, tìm kiếm tiềm năng hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường. Bên lề hội chợ, các chuỗi chương trình xúc tiến kết nối giao thương đã diễn ra liên tục, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, hợp tác kinh doanh sâu rộng, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển theo hướng bền vững.